Chào tất cả các bạn, hiện tại Trung Bonsai đang ở vườn cây của anh Tuấn, một trong những người rất yêu cây hoa. Đặc biệt là anh Tuấn có cây hoa giấy rất đẹp. Hôm nay mình sẽ quay và gửi tới anh em, tham khảo nhé. Đây, cây này là cây giấy đỏ sắc pháo. Tối hôm qua anh mới uốn xong. Đường chạy của cây rất là quái. Quay gần cho anh em xem nhé. Như một con thú. Đây là cây thứ hai. Cây này anh Tuấn làm theo hình thức một chiếc ô quả phúc kìa. Cây rất là hay nhé. Tầm từ giờ đến Tết thì hoa sẽ rất là nhiều. Thần trước hiên nhà là một cây mẫu đơn, cây hoa giấy hai màu đỏ sắc pháo, thân cũng rất là to. Ở bên dưới mình có để một cái chậu sơn nhỏ này để anh em so sánh nhé. Quay gần lại cho anh em xem. Đúng chưa? Đó. Thân rất ục ịch nhé. Cái này chủ vườn báo 6 triệu. Anh em nào thích thì liên lạc trực tiếp với Trung Bonsai nhé. Mình cho số điện thoại. Đó. Đây là mặt trước nhé. Mặt sau thì do là nó vướng vào nhà rồi mình không quay được. Đây cũng là một cái giấy đỏ sắc pháo. Cái này hai màu nhé. Đang làm tay rơi. Cây này đường nắc rất là hay. $4 nhé. Cây này nhé. 4 triệu một tác phẩm như này cũng không phải là đắt. Cây này cũng đỏ sắc pháo này các bạn. Đấy, từ giờ đến Tết còn có 20 ngày nữa thôi. Hoa sẽ rất là đẹp. Cây này cao khoảng độ 1,5 m. Đấy nha, quay gần để cho em xem này, hoa đỏ sắc pháo này. Cây này có hai thân chính. Không có cái gì để cho anh em so sánh. Giá chẳng khoảng tầm 4 triệu đến 5 triệu thôi nhá. Đó. Sắp Tết rồi, anh em nào ưng thì cứ liên lạc trực tiếp nhé. Đó nhá, đặt luôn trên chậu rồi. Vườn anh Tuấn này thì rất là rộng, có rất nhiều cây xanh. Hôm nay mình ưu tiên quay hoa giấy với mẫu đơn để gửi tới anh em nhé. Anh em cũng ngắm lại qua bộ ba cây xanh cổ của vườn anh Tuấn này. Vườn này trước anh Tuấn mua hơn 100. Ba cây xanh cổ rất là già, dáng hạc lập. Đó nha. Bộ ba hạc lập này thì cũng
rất là quý, quý ở độ tuổi già. Sáu triệu một cái hoa giấy này thì anh em nào ưng thì cứ liên lạc nhé. Giấy hai màu đỏ sắc pháo. Đây là những gốc ngũ sắc mà anh Tuấn mua về nhé, chưa ghép này. Đây là hai cây ngũ sắc nha, anh đã ghép xong nhé. Hai cây này màu vàng chanh. Tết thì đã rất nhiều. Cây này dáng siêu. Năm trăm đến một triệu đã có cây ngũ sắc rồi nha. Hoa này. Bên này thì cây để bàn. 500 cây để bàn. Cái này ghép được 2 tháng rồi. Bên trong cũng còn một số cây đang ghép nhé. Hoa đang nở rất nhiều, lụ. Hoa và lụ này. Tết năm nay. Cây này thì rất nhiều u bướu. Thấy nhá. U bướu rất nhiều. Đây là hai phôi mới ươm nhá. Chắc cũng rẻ thôi. Lụ thì rất là nhiều. Bạn tham khảo. Quá rực rỡ. Cái giấy đang được hãm. Anh em chiêm ngưỡng lại cái giấy. Cái này dáng trực nhỉ? Đây là khu vườn chính. Còn rất nhiều tác phẩm xanh. Hẹn các bạn là clip sau mình sẽ quay kỹ hơn để gửi tới các bạn. Hôm nay mình quay riêng hoa giấy và ngũ sắc. Mong anh em tham khảo và đóng góp ý kiến nhé. Hai cây mẫu đơn cụm. Gốc rất là to. Chủ vườn báo 12 triệu đôi này nhé. Anh em tham khảo.
Mình cũng xin dừng video đây để chuyển sang video tiếp theo. Các bạn yêu mến kênh Trung Bonsai thì hãy nhấn đăng ký để nhận video mới nhất mà kênh Trung Bonsai quay gửi tới các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt. Đây là cái hồng trứng, cái này cũng rất đẹp, được anh sưu tầm về cũng được vài năm rồi. $30.000 là có cái hồng này. Cả chậu là 100 nhé. 500.000 một cây giấy Mỹ. Cao khoảng độ 1m2. Rất nhiều hoa. Ngũ sắc nhé. Khoảng tầm 1 triệu là có cây ngũ sắc như thế này, chơi Tết rồi. Cái này mua có 300k về ghép này. Các bạn nhấn nút đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ những video mới.